Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ, chúng ta lại bước qua một tuần mới rồi các bạn Hôm nay ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi Nhưng mà ngày hôm nay đó thì chúng ta có khá nhiều thông tin các bạn à, Và những tin này đó, thật ra nó cũng không có theo một cái tiêu đề gì hết Cho nên Thuận đã cố gắng chia sẻ những thông tin này một cách nó lo chuyện nhất với các bạn đầu tiên hết thì chúng ta nhìn vào thị trường của Hoa Kỳ thì ra sao các bạn hôm nay thì cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn chúng ta có chỉ số Dow Jones tăng 0.2 nhưng mà Nasdaq thì xuống 0.29 các bạn S&P 500 thì không có thay đổi nhiều còn pre-market thì các bạn thấy là cả ba chỉ số bây giờ ra đã đang đỏ một chút cũng không phải đỏ lắm Nhưng mà chúng ta nhìn vào dầu ra thì dầu vẫn ở mức dưới 80 đô các bạn 78 đô và 85 cent cho một thùng dầu hiện bây giờ Còn về vàng đó thì chúng ta bây giờ vẫn đang nắm lấy 2.000 đô các bạn Bây giờ là 2.007 đô cho một ounce vàng và chúng ta có thể nhìn vào BTC đó thì cuối tuần qua cũng rất là im lặng các bạn Sau khi chúng ta thấy là BTC xuống tới mức là khoảng chừng 27.300 đô Thì cuối tuần qua chúng ta cũng xoay quanh cái mức đó mà thôi và hiện bây giờ cũng cỡ đó các bạn và chúng ta nhìn vào cả thị trường crypto đó thì trong vòng 24 giờ qua đó giảm thêm 1.3% và chúng ta đã nhìn thấy được là tổng số vốn hóa bây giờ là khoảng 1.2 nghìn tỷ trong đó chúng ta có BTC xuống thêm một chút xuống 1.6% chúng ta có Ethereum xuống 2.1 và những đồng khác cũng xuống phần trăm tương tự nếu như mà các bạn muốn biết là tại sao mà BTC giảm đó, thì cũng không có tin tức gì Đặc biệt liên quan đến tại sao mà giá của thị trường giảm này các bạn Chúng ta chỉ thấy được là sau khi mà có một cái sự tăng trưởng nhanh chóng đó Thì chúng ta đang chứng kiến một cái đợt điều chỉnh Điều chỉnh tới mức bây giờ đó là bao nhiêu phần trăm Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cái mức cao ngày 14 tháng 4 các bạn Cách đây khoảng chừng 10 ngày đó Thì chúng ta ở mức là khoảng 31.000 đô xuống tới bây giờ đó là chúng ta xuống khoảng chừng là 12%, chúng ta đang chứng kiến một cái phần trăm điều chỉnh. Cũng không phải gọi là sâu lắm đâu các bạn, chỉ 12% mà thôi. Sau khi mà các bạn đã biết là giá cả đã có một cái sự tăng trưởng nhanh chóng từ đầu năm tới bây giờ, từ cái mức đầu năm nhiều bạn cũng đang nhớ là khoảng 16.000 đô cho đến bây giờ là 27.359 đô. Còn về thông tin thì chúng ta có rất nhiều những thông tin nổi bật và nó cũng không có liên quan trực tiếp đến giá nhưng mà nó cũng rất là thú vị các bạn. Đầu tiên hết là chúng ta nói tới cái thông tin lớn vừa mới được chia sẻ chính là liên quan tới sàn Coinbase Thì sàn Coinbase các bạn đã nhớ đó là họ nhận được một cái gọi là Wells Notice Wells Notice là một cái giống như cảnh báo đến từ SEC đây là một cảnh báo nói là SEC, ban quản lý chứng Hoa Kỳ có thể kiện Coinbase nhưng mà chưa có chính thức kiện. Nhưng mà Coinbase hôm nay đã đi chưa một bước được các bạn. Coinbase họ đã chính thức đệ đơn kiện SEC và lý do tại sao mà họ kiện SEC thì họ nói là họ đã gửi cho SEC một cái văn bản đó từ tháng 7 của năm ngoái tới bây giờ mà vẫn chưa có được phản hồi. Đây là một cái văn bản nó cũng khá là dài các bạn, khoảng chừng là 32 trang thì thuận cũng mới vừa nhìn sơ qua thôi cũng không có đọc chi tiết nhưng mà nói chung đó thì cái văn bản này điều mà được nêu ra đó chính là đề ra nhiều cái sự bất hợp lý khi mà SEC cố gắng áp dụng luật chứng khoán hiện hành vào thị crypto các bạn có nghĩ đi đây là một cái luật đã có rất lâu rồi và cái gì là chứng khoán này chúng ta dựa vào một cái cách kiểm tra gọi là how we test đã có cách đây rất rất lâu rồi từ năm 1946 các bạn các bạn có nghĩ đi nếu như mà chúng ta áp dụng luật quản lý máy fax vào thị trường internet thì có ổn hay không đương như các bạn cảm thấy là vô lý rồi thì bây giờ cũng như vậy các bạn chúng ta có một cái luật rất là cũ năm 1946 mà muốn áp dụng vào một cái công nghệ mới một cái lĩnh vực mới hoàn toàn thì không hợp lý và đó cũng là điều mà Coinbase nêu ra và đề nghị là phải có một cái khuôn khổ pháp lý mới nó hợp lý hơn Khi mà Coinbase gửi cái này tới SEC đó, đã cách đây rất nhiều tháng rồi các bạn Từ tháng 7 của năm ngoái tới bây giờ SEC không có phản hồi Thì SEC có cần phải phản hồi hay không đó, thì cũng không có uh, phải là SEC phải trả lời tất cả thư đến từ mọi người đâu Nhưng mà Coinbase là một sàn lớn và Coinbase bây giờ lấy lý do đó là sec rõ ràng đã có quyết định rồi về cái đề nghị này rõ ràng là sec đã không đồng ý với những cái hành động gần đây khi mà sec kiện sai này sang kia kiện gián này dán kia thì rõ ràng là sec đã có quyết định là sẽ quản lý thị trường này như thế nào rồi thì Coinbase bây giờ để đơn kiện nói là SEC cần phải công khai cái quyết định của mình và phải trả lời đề nghị này từ Coinbase là đồng ý hay là không đồng ý nếu như SEC đó nghĩ là chúng ta không cần có một luật mới điều quản lý crypto đó thì SEC cần phải chia sẻ lý do tại sao mà SEC nghĩ là luật hiện hành đủ để quản lý thị trường này thì đương nhiên các bạn thấy được đây là một điều rất là khó cho SEC tại vì chúng ta đã thấy nhiều cái Phần vâng, ở trong cái cuộc uh, điều trần ở Hạ Viện thì chúng ta thấy được là rất nhiều những câu hỏi căn bản là cái gì chứng khoán, y tìm phải là chứng khoán hay không không, những câu hỏi đó Chủ tịch Jerry Gensler cũng không thể trả lời được. Thì bây giờ Coinbase đã đệ đơn kiện nói là SEC cần phải công khai suy nghĩ của mình về quản lý thị trường crypto này như thế nào. Không thể nói chung chung được, giống như là Chủ tịch Gensler cũng nói là ngoại trừ Bitcoin ra thì tất cả những cái còn lại đã có thể là chứng khoán nhưng mà những cái đồng còn lại là những đồng nào các bạn đó là điều mà chúng ta không rõ đây thì tại sao là một đồng là chứng khoán một đồng là không phải và cái cách mà SEC kiện những dự án đó thì nó cũng không có một cái logic gì hết giống như các bạn thấy được là hôm nay SEC kiện uh, sàn Bitrex thì nói là đồng này đồng này đồng này giống như đồng Dash một số đồng khác đó là chứng khoán nhưng mà lại không nói là tại sao những đồng này là chứng khoán mà những đồng khác lại không phải rồi khi mà SEC kiện một sàn khác đó thì lại nói là đồng này đồng này đồng này là chứng khoán cái thứ đó nó không có một cái logic gì hết á và SEC trả lời chung chung mà thôi thì điều đó không hợp lý đó là lý do sao mà Coinbase để đơn kiện các bạn. thì đây cũng là một điều mình thường cảm thấy là cũng tốt cho thị trường này. tại vì chúng ta đã thấy đó là gần đây à, đã có một số những công ty họ đã đứng lên để mà chống lại SEC rồi. rất rõ ràng là cho đến bây giờ đây, Cancer đã không muốn làm một người bạn của thị trường này. chúng ta cũng đã có những công ty như là RayScale cũng đang kiện SEC về việc là không có cho phép một cái Bitcoin Spot ETF được thông qua. mặc dù là chúng ta đã có một cái Bitcoin Futures ETF rồi. À, chúng ta cũng có những cái công công ty khác đứng lên để mà chống lại SEC như là công ty Ripple và các bạn thấy được là khi mà một công ty đó ra tò với SEC thì rất rõ ràng là SEC đã không dễ dàng thắng chỉ có thể ăn hiếp những công ty nhỏ hơn họ không có khả năng để mà ra tò tại vì ra tò với SEC đó thì rất là tốn kém các bạn cũng đã nhớ đó là ở bên con Ripple họ nói là cái vụ kiện giữa SEC và công ty Ripple về XRP đã kéo dài khoảng chừng 2 năm và họ đã tốn hơn 100 triệu đô la rồi các bạn con số hoàn toàn không hề nhỏ đối với một dự án nhỏ đó thì họ thực sự không có cách nào để mà chống lại SEC nhưng mà những công ty lớn đó thì họ nên đứng lên để mà chống lại Bây giờ đó đã là cái thời điểm đó rồi Chúng ta không thể nào cứ nhượng bộ mãi được Và đây cũng là nhận định đến từ hai người nổi tiếng ở trong thị trường này Thứ nhất là chúng ta thấy được là CEO của Missouri Missouri cũng là một cái trang web mà tổng hợp những cái thông tin nghiên cứu và những cái tài liệu của thị trường crypto này đó thì Missouri cùng với là John Deaton đã nói là chúng ta nghe những sàn như là Coinbase, sàn Gemini họ muốn rời khỏi Hoa Kỳ trên căn bản đó là họ muốn đa dạng hóa hơn họ muốn có thêm những cái trụ sở những quốc gia khác và cung cấp dịch vụ cho những cái quốc gia khác ở ngoài Hoa Kỳ nhưng mà thật ra đó chỉ là cái giải pháp tạm thời mà thôi chứ còn dài hạn đó thì Hoa Kỳ là một cái thị trường lớn không có lý do gì mà chúng ta nên bỏ một thị trường như thế này và không có lý do gì thị trường này đó nên những bộ chi SEC và thật ra cho dù là những sàn như là Coinbase Gemini rời khỏi đó thì cũng sẽ bị những cái hạn chế tại vì họ vẫn là công ty ở Hoa Kỳ những người đứng đầu công ty vẫn là người Hoa Kỳ và sống ở Hoa Kỳ ngoài trừ những người đó hay là những công ty đó họ muốn hoàn toàn là bỏ luôn cả Hoa Kỳ và rời đi nơi khác Tôi không, không nghĩ là đó là điều mà những cái người như là Brian Armstrong hay là Gemini CEO muốn làm được các bạn Cho nên cái cách mà thực tế hơn đó chính là những công ty này họ đương nhiên có thể tiếp tục đa dạng hóa Và bắt đầu ra khỏi Hoa Kỳ để kiếm thêm uh, những cái khách hàng mới Nhưng mà ở Hoa Kỳ đó thì họ cần phải chống lại SEC We must fight back các bạn đó là điều được chia sẻ bởi John Deaton và có thể là Coinbase CEO cũng đã đồng ý cho nên chúng ta mới thấy là Coinbase đã chủ động kiện SEC chúng ta chỉ mới biết như đó thôi các bạn khi nào mà có thêm thông tin sẽ chia sẻ với các bạn và thật ra đó các bạn đã thấy là đối với lại crypto đó thì các quốc gia không có đồng lòng Trước đây đó một trong những câu hỏi mà thường nhận được rất nhiều là lỡ như một ngày nào đó những quốc gia họ cùng nhau đưa ra quyết định là sẽ cấm crypto thì sẽ ra sao? Tôi biết là chúng ta nói là crypto là một cái gì đó phi tập trung giống như chúng ta nói về BTC đi thì trên căn bản thuận gợi các bạn BTC thì không ai có thể ngăn cản được, không ai có thể tịch thu BTC của thuận hay là của bạn được. Nhưng mà lỡ như mà một quốc gia nào đó nói cấm không có cho lưu trữ nếu như biết đó thì sẽ bị phạt tiền đi tù hay gì đó thì người ta cũng sẽ lo sợ và sẽ ít người lưu trữ hơn. Tương lai thì chỉ này sẽ mịt mờ hơn thì khi mà các bạn nhìn vào cái góc cảnh đó đó thì các bạn cảm thấy đây có thể là một trong những cái tương lai rất là tối tăm cho crypto nếu điều đó xảy ra nhưng mà thường đã từng chia sẻ với các bạn điều đó đó hầu như là không thể xảy ra được các bạn tại vì sao tại vì chúng ta lần cuối cùng thấy cả thế giới đồng lòng là khi nào vậy các bạn những thứ mà cực kỳ quan trọng như là chúng ta nói tới là làm sao để chống dịch làm sao để mà quản lý súng ống trong quốc gia, làm sao để bảo vệ môi trường, có nên cho phép casino hoạt động hay không. Tất cả những điều đó là những điều quan trọng mà các bạn thấy được là những quốc gia họ còn không đồng lòng chứ đừng nói tới một thứ mà có thể mang lại được thuế cho họ, mang được công an việc làm cho họ, mang lại được những nhân tài đến quốc gia của họ như là crypto à, thì tại sao họ lại phải đồng lòng các bạn. Và điều này càng ngày càng rõ ràng hơn. Các bạn đã thấy được là mặc dù SEC đó thì cứ kiện nào nào kia nói đồng này là chứng khoán, đồng kia là chứng khoán nhưng mà chúng ta đã thấy được là là ở Hàn Quốc họ lại không nghĩ như vậy các bạn Và một trong những thông tin tôi nhận được ngày hôm nay đó là tòa án quận phía Nam ở Seoul đã bác bỏ kháng cáo của bên công tố về việc tịch thu tài sản của Daniel Shin Các bạn đã nhớ Daniel Shin là co-founder của Tell Labs Và ở bên công tố viên của Hàn Quốc đó nói là muốn tịch thu tài sản của Daniel Shin Nói là đây là tài sản đó được có từ buôn bán chứng khoán mà không đăng ký và chứng khoán đó chính là luna và đòi hỏi là phải bắt daniel shin và tịch thu tài sản nhưng mà tòa án ngày hôm nay đó thì nói luna không phải là chứng khoán theo đạo luật thị trường vốn của hàn quốc có nghĩa là bên công tố viên có thể kiện daniel shin nếu như mà họ có bằng chứng nói là Daniel Shin cùng với lại Do Kwon là lừa đảo Họ cố tình lừa gạt mọi người thì cái đó là một chuyện khác Nhưng mà nếu nói Daniel Shin vi phạm luật khoán đó thì không hợp lý Tại vì Luna họ không xem như chứng khoán Và thật ra Hoa Kỳ cũng không có nhiều người lập pháp nghĩ uh, crypto chứng khoán ra các bạn ngoại trừ Chúng ta có SEC, chúng ta gieo dàng sự nghĩ như vậy Và thậm chí ở trong nội bộ của SEC chúng ta cũng có những quỹ viên như là Hasse Pierce cũng không chấp nhận crypto là chứng khoán và nói tới Hàn Quốc đó, thì Hàn Quốc hầu như cũng đã có một cái khuôn khổ pháp lý ngày càng rõ ràng hơn rồi cho tới bây giờ đó, thì ngân hàng trung ương của Hàn Quốc đó, Bank of Korea hầu như sẽ là cái đơn vị mà chịu trách nhiệm quản lý tiền crypto này và ngân hàng trung ương của Hàn Quốc sẽ có thẩm quyền để mà điều tra hay là phạt bất cứ công ty nào mà vi phạm luật ở trong thị trường crypto này. Điều này thì vẫn chưa có hoàn toàn gọi là chắc chắn các bạn chúng ta cần chờ thêm một ngày nữa. Theo đồng hiểu đó thì cái quỹ ban dịch vụ trung ương của Hàn Quốc đó, hay còn gọi là FSC họ sẽ công bố điều này vào ngày mai thì đây cũng là một cái tiến triển đối với thuận cũng coi như là rõ ràng rồi các bạn tại vì ở Hoa Kỳ chúng ta hoàn toàn không biết được là ai có thẩm quyền đối với là crypto các bạn thấy được là SEC đó, thì muốn tất cả là chứng khoán tại vì chỉ có thể quản lý chứng khoán mà thôi chúng ta lại có CFTC quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa thì lại muốn crypto là hàng hóa tại vì họ cũng muốn quản lý thị trường này nếu như mà các bạn hỏi bộ tài chính crypto là gì thì họ sẽ nói là crypto là tiền các bạn cho nên chúng ta mới phải đi theo những cái luật như là KYC chống rửa tiền vân vân chứ nếu như mà crypto không phải là tiền thì cần gì phải đi theo những cái luật đó rồi chúng ta nếu như mà hỏi cục thuế đó crypto là gì thì họ sẽ nói là crypto là một tài sản cho nên các bạn có lời các bạn bán các bạn có lời thì phải đóng thuế như là tất cả tài sản cho nên các bạn thì được lợi ở Hoa Kỳ nó không có hoàn toàn rõ ràng cho đến khi nào chúng ta có lực rõ ràng thì chúng ta mới thấy nhiều tiền hơn từ Hoa Kỳ mới đổ vào trong thị trường này. Chúng ta đang nằm ở cái vùng hoàn toàn là không rõ ràng hiện bây giờ. Và điều đó có xảy ra sớm hay không đó, thì uh, hy vọng là như vậy các bạn Cho đến bây giờ chúng ta chỉ biết là có những cái uh, dự luật liên quan đến đồng ổn định mà thôi Hầu như đồng ổn định uh, sẽ là cái phần đầu tiên mà mọi người quan tâm đến Và chúng ta có một cái uh, dự luật đã được gửi đến cho đảng Dân Chủ từ đảng Cộng Hòa các bạn Các bạn đã nhớ đó là chúng ta có một cái dự luật liên quan đến quản lý uh, những cái đồng ổn định như thế nào Rồi sau đó sau khi mà chúng ta có cái uh, cuộc điều trần với đại Chancellor đó thì uh, ngày hôm sau sau khi mà dự luật này được bàn bạc đến thì bên đảng dân chủ nói là họ không có muốn hạn bây giờ cần phải điều chỉnh lại tại vì những gì được đề cập đến đã không có còn như ý muốn của hai bên nữa thì bây giờ đã có một cái phiên bản mới rồi và trong phiên bản này đó có một số điều thú vị các bạn để thường chia sẻ thêm về việc là tại sao dự luật này thì tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã hiểu rồi sau khi chúng ta có những cái sự kiện mà những đồng ổn định bị mất phép thì dự luật này nói là cái nơi phát hành ổn định đương nhiên cần phải lưu trữ cái số lượng tiền cần thiết đây là điều mà thường nghĩ là ai cũng đồng ý nhưng mà trong dự luật này đó các bạn hãy nhớ là trước đây có một phần nói là những cái đồng ổn định dựa theo giao thức thì khi mà cái luật này được ban hành bây giờ là một dự luật mà thôi khi được thông qua đó thì sẽ có một cái luật là cấm phát hành hay là sử dụng những cái đồng ổn định theo giao thức giống như là Luna trước đây với lại UST cấm sử dụng những cái đồng ổn định theo giao thức trong vòng 2 năm không phải là cấm mãi mãi chỉ là cấm 2 năm mà thôi nhưng mà cái dự luật này đó hôm nay lại được thay đổi và không còn phần này nữa có nghĩa là họ không có còn quan tâm đến những cái đồng ổn định giao thức nữa có nghĩa là không còn cái luật cấm đó đó là điều thứ nhất, điều thứ nhì nữa đó là chúng ta thấy được ở trong cái dự luật này hầu như là SEC không quyền hành gì hết. Cái đơn vị mà sẽ đứng ra để mà quản lý những stablecoin đó chính là Fed các bạn chứ không phải là SEC. Đây là một điều cũng khác với là những gì chúng ta biết trước đây, SEC đó thì nghĩ stablecoin là một chứng khoán vì một lý do nào đó chúng ta cũng hoàn toàn không hiểu tại sao lại nghĩ stablecoin là chứng khoán trong khi mà stablecoin là một đồng để diện một đô la mà thôi nhưng mà SEC muốn quản lý nên như họ muốn gặp tất cả là chứng khoán rồi nhưng mà nếu như dự luật này được thông qua đó thì rất rõ ràng nếu như chúng ta nói tới stablecoin thì chỉ có một đơn vị duy nhất ở liên bang đó chính là Fed quản lý thị trường này rồi những tiểu bang họ cũng có thể là đưa ra những cái luật riêng cho những tiểu bang để mà hoạt động stablecoin như thế nào. Nói chung thì nếu như được thông qua đó thì đơn vị quản lý sẽ không phải là SEC cho stablecoin. Còn về những năm còn lại thì sao đó thì bây giờ chưa được nói đến các bạn. Chúng ta cũng đã biết là có một cái dự luật tổng quát được chia sẻ cách đây cũng hơn nửa năm rồi à, bởi Cinta Loomis và Tristan Giribrand. À, nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có động tĩnh à, về cái dự luật đó. Bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến đầu tiên hết là stablecoin. Nhưng mà nếu như dự luật này thông qua ra thì cho chúng ta cũng đã có một phần rõ ràng rồi và chúng ta cũng đã rõ ràng hơn là không ai muốn cấm stablecoin hết tại vì cấm cũng không có lợi ích gì đâu các bạn. Stablecoin phần lớn là được hỗ trợ bởi đồng đô la thì chưa gì hết tầm đô la đã là một phần lớn của thị trường này rồi. Nếu như mà cấm stablecoin thì cũng đâu có lợi gì đâu các bạn cho nên có stablecoin thì sẽ có lợi hơn và khi mà chúng ta có nhiều stablecoin hơn vốn hóa stablecoin lớn hơn thì sẽ rất có lợi cho chính phủ hoa kỳ khi mà họ phát hành trái phiếu các bạn tại vì các bạn có để ý trong những cái luật liên quan đến stablecoin đó thì một trong những cái tài sản mà những công ty stablecoin được quyền lưu trữ nếu như không muốn lưu trữ tiền mặt mà muốn có một chút xíu gọi là lợi nhuận đó thì có thể là mua gì là công trái phiếu ngắn hạn các bạn và công trái phiếu ngắn hạn đó là phát hành từ ai chính của Hoa Kỳ thì chẳng khác gì khi mà chúng ta có những cái luật stablecoin được thông qua đó thì thế giới sử dụng stablecoin tiền của thế giới đổ vào đó và tiền đó là được dùng để mà mua công trái phiếu của Hoa Kỳ các bạn có thể thấy được là cái lợi ích nó nằm ở đâu tại sao mà họ lại không muốn cấm stablecoin mà đưa ra một đồng riêng mà họ lại muốn tìm cách quản lý những stablecoin hiện bây giờ khi nào mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn và chúng ta càng ngày lại càng có thêm nhiều người ở trong chính trị ủng hộ thị trường này các bạn thấy được là ở trên màn hình á đây chính là giám đốc truyền thông của tổng thống Joe Biden và ông ta đã chia sẻ ở trên văn bản tại vì khi mà làm việc cho nhà trắng thì các bạn cần phải chia sẻ À, là các bạn đang lưu trữ cổ phiếu nào hay là tài sản nào à, Lỡ như mà có xung đột lợi ích Thì à, trên văn bản người này chia sẻ đó Thì ông ta đang nắm giữ từ 50.000 tới 100.000 BTC Thì ở mức giá thì bây giờ là ông ta nắm nắm giữ là khoảng chừng 3 cho đến khoảng 4 BTC đó các bạn à, Rồi chúng ta cũng có thêm một người nữa Người này lại mới hơn nữa các bạn à, Đây là một trong những dân biểu ở Hoa Kỳ Có tên là Toshiga Gabar Và người này à, sẽ là một trong những người đến dự đại hội Bitcoin năm 2023 tại Miami và đây cũng là một người mà luôn liên tục chống lại CBDC, tiền kỹ thuật số của quốc gia. Tại sao vậy các bạn? Tại vì CBDC trên thực tế là một công cụ để quản lý tài chính của người dân. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều người đứng lên chống lại CBDC chúng ta chúng ta À, có những thống đốc của những tiểu bang như là florida cũng đã công khai nói là sẽ không cho phép cbc vận động tại vì quản lý tiền mặt đó thì khó hơn rất là nhiều người dân sẽ có nhiều sự tự do hơn các bạn có nghĩ đi nếu như mà có cbdc thì đây là một cái loại tiền mà có thể quản lý được sử dụng máy vi tính thì chúng ta có thể nghĩ nếu như các bạn dùng tiền của mình mình làm ra mồ hôi công sức của mình rồi mình dùng tiền đó để mà quyên góp cho một đơn vị nào đó nhưng mà đơn vị đó đó lại không có được sự ủng hộ của một người nào đó có quyền lực trong chính phủ thì các bạn sẽ không thể di chuyển tiền các bạn được tiền các bạn thậm chí có thể bị đóng băng hay là các bạn là một người mà muốn đi mua súng ống lưu trữ ở trong nhà thì có thể là khi mà đi mua họ nói là các bạn đã có quá nhiều súng ống trong nhà rồi cho nên sẽ không cho phép tiền các bạn gửi đến cái nơi đó để có thể mua được súng ống hay là thậm chí các bạn có thể là có một chiếc xe rồi các bạn đi đổ xăng có thể là các bạn đã đổ nhiều xăng liên tục rồi bây giờ họ sẽ cắt không cho các bạn đổ xăng nữa có rất là nhiều cái họ có thể làm khi mà có thể quản lý được tiền thông qua điện tử các bạn cho nên CBDC là một cái gì đó mà rất nhiều người đang chống lại nhưng mà có nhiều bạn sẽ nói là chúng ta cũng cần phải có một cái cơ chế gì đó để mà quản lý à, những cái người xấu muốn sử dụng crypto để làm chuyện xấu chứ nếu như không đó, thì làm sao quản lý được thì thật ra chúng ta vẫn đang có một cái cơ chế hoạt động hiện bây giờ chúng ta vẫn có những cái danh sách phát các bạn đã điền cái danh sách À, mà của những người nằm ở trong cái danh sách đen mà nếu như mà tiền gửi đến từ những địa chỉ ví này ra thì sẽ bị đóng băng lại ở những cái sàn và điều đó đang xảy ra các bạn thì được là chúng ta có danh sách mới nhất được chia sẻ trên danh sách này đó chúng ta có rất là nhiều người nằm trong danh sách đen đến từ bắc hàn đến từ iran và những người này đó họ đã được gắn liền với rất nhiều những địa chỉ ví BTC và thậm chí đó trong những này chúng ta có địa chỉ ví BTC là rất nhiều chúng ta có một địa chỉ ví Ethereum một địa chỉ ví BSC và chúng ta có một địa chỉ ví Arbitrum các bạn, Arbitrum bây giờ cũng đã có trong danh sách này luôn như mà đang nhìn thấy trên màn hình thì khi mà một người nào đó sử dụng những địa chỉ ví này hay là những địa chỉ ví liên quan đến những địa chỉ ví này mà gửi đến một sàn giao dịch ấy, thì sẽ bị đóng băng à, và đó là cái cách quản lý hiện bây giờ nó có hoàn toàn hoàn hảo hay là không đó, thì đương nhiên là không hoàn toàn hoàn hảo rồi các bạn nhưng mà hiện bây giờ nếu như mà không có crypto đó thì trước đó cách quản lý tiền mặt hoàn hảo hay không đi là không hoàn hảo rồi ít nhiều gì crypto còn cho các bạn có thể là truy địa chỉ ví ra được chứ còn nếu mà chúng ta nói tới tiền mặt thì làm sao biết được tiền mặt đến từ đâu các bạn 100 đô trong túi các bạn các bạn làm sao biết được là 100 đô đó trước khi vào túi các bạn là đến từ đâu các bạn có phải là đến từ à, một cô bán hàng ở ngoài chợ hay là thật sự đến từ một người nào đó vừa là một chuyện lừa đảo hay là dính dáng đến à, một cái gì đó rất là xấu xa nhưng mà các bạn đâu có biết được đâu tiền cứ đi từ người này qua người khác đâu có lịch sử đâu các bạn ít ra crypto cho chúng ta có một cái lịch sử